So you can get ai không sợ tim đau chứ. Chị mà nặng cho bả là xong bảy đời rồi đó. Bữa nay lái xong yên đây qua là nhá, lỡ nhiều khi đi về quê rồi nó cần cái chi hắn không dùng hết. Ủa bữa hôm trước là chồng đó à em? Chồng trẻ chứ hị? Trẻ? Mấy tuổi? Ra tự mua ông già mua nữa mới ghê chứ. Già mua trời. Ấy là chị tưởng mua là người lớn lớn. Nhưng mà đi qua thấy trẻ quá, giật mình. Tưởng gu em là gu già à. Thế là gu trẻ. Em gu trẻ hả nói. Nóng mà sao bật cái quạt vô luôn trong người kinh đó. Có bầu, mấy người có bầu nóng. Chụp mùa này đó. Mùa hè thâu thở ra khói luôn. Một người như Ly họ mới thấy là nặng được. Như nàng mèn kha không ra. Mà bởi lúc tới mình ấy vậy là phải chữ thời gian người ta đó đi. Tìm đi. Không có muộn còn bị đặt mình nghĩ lo chứ kìa. Nè nha.
chuyên lắm. Mở cửa ra vẫn nóng, nhiều người lắm sẽ nóng. Thư giãn thì không nặng mụn đúng không? Nặng mụn là đau đớn đó. Cô Lê rồi buổi sáng, cô Lê đi xa về, tối đi về, sáng đi qua đó đó. Dạ. Cô Lê đi xa qua. Ừ. Mô nhát thì ở đây ngủ. Ừ. Nhưng mà bạn ngủ mình thì... Trai thường thích à, mình cũng lớn rồi. Về ở chung trong nhà thôi chứ đâu phải là ngủ chung đâu đúng không? Đâu ba ngủ bên nhà kia coi thật thì thở không có. Ừ. Không có nên là bạn của mình nó đi ngủ. Đợt trước là bị nhốt mà không thở sợ đâu, đợt này đã ao ao mộ lại đâu. Giờ sao giờ có người ở lại sợ Tết nè. Ừ. Gần Tết rồi. Xưa bị bắt gặp bác sát một lần rồi.